tài sản tôi đang có giống như của bà Thanh. À, và đến một ngày nào đó khi cần thiết, đúng lúc tôi dâng hiến để phục vụ cho đất nước, kể cả cho dân dân trong những lúc cần thiết. Để chi? Để bảo vệ cộng đồng, để trả ơn cho đất nước, trả ơn trong đó có đồng bào, trả ơn cho đồng bào. Tại tôi có một bốn cái ơn, cái ơn rồi kể cả ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Tôi là một cái người luôn luôn trọng cái tứ ân, và trong đó tôi học ở Phật, tôi kính Phật, tôi yêu Phật, để tôi làm sao mình trả ơn cho nó đúng. Tôi nói thật chỉ các bạn như thế. Và cả cuộc đời tôi cũng không biết hưởng thụ, tôi chỉ biết làm thôi. Cả ngày chỉ làm, đến giờ này tôi vẫn làm một ngày 20 tiếng đồng hồ, có 18 tiếng con. Nhân viên tôi đều biết hết. Và tôi sống rất là đơn giản, tôi nói thật như thế. Từ anh bộ đội chưa tốt nghiệp cấp 3, dựng cơ đồ nghìn tỷ từ lò nung vôi. Nổi tiếng vì sự giàu có khi sở hữu khối tài sản được ước tính lên đến nghìn tỷ đồng, nhưng con đường dẫn lối thịnh vượng của ông chủ khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng trên thực tế không bằng phẳng. Ông Huỳnh Uy Dũng sinh năm 1961 tại Bình Định. Năm 1979, giống như bao thanh niên cùng thế hệ, ông Dũng gác lại con đường học hành để đi nghĩa vụ quân sự. Những năm 1980 cùng với bối cảnh chung đất nước, đời sống của cán bộ chiến sĩ công an cũng gặp không ít khó khăn. Thời đó, thấy cuộc sống quá khổ, ông Dũng phát triển ý tưởng làm lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Biệt danh Dũng Lò Vôi được người dân tỉnh Sông Bé ngày nay là Bình Dương đặt, vốn gắn với khoảng thời gian đầy gian khó này của doanh nhân họ Huỳnh và vẫn lưu danh đến hiện tại. Xí nghiệp lò vôi do ông Dũng đầu tư làm ăn rất phát đạt, thu được số tiền kha khá, phân chia lại cho toàn thể anh em trong đơn vị, mỗi người nhận được mấy triệu đồng, vào lúc đó có thể nói là lớn, có thể mua nhà, đất ở. Năm 1991, tỉnh Sông Bé mời ông về vực dậy công ty Sơn Mài Thành Lễ, một công ty nhà nước đang làm ăn khó khăn. Công ty này sau đổi tên thành công ty thương mại xuất nhập khẩu Thành Lễ. Ông Dũng từng kể lại, để nhận lời, ông đã đưa ra 3 điều kiện mà chưa ai thực hiện ở thời điểm năm 1991. Con người do ông Dũng tìm quyết định và bổ nhiệm, không nhận ngân sách nhà nước cấp, kinh doanh lỗ ông Dũng sẽ đền 100%. Sau 3 năm ông Dũng về Thành Lễ, doanh nghiệp này hết lỗ và 3 năm sau có lãi. Lúc này ông Dũng xin nghỉ nhà nước để về điều hành công ty gia đình. Những năm 1990, nhìn thấy được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc tìm đất để kinh doanh, sản xuất, ông Dũng tiên phong phát triển các khu công nghiệp như Bình Dương, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2. Ông Dũng cũng góp ý cho ban lãnh đạo tỉnh Sông Bé tổ chức mời các doanh nghiệp đến dùng cơm và kêu gọi đầu tư. Với quyết tâm và tầm nhìn của ông Dũng, các khu công nghiệp tại Bình Dương phát triển và lan rộng mô hình ra cả nước. Nhận thấy khu công nghiệp Bình Dương phát triển nóng, ông Dũng quyết định dừng lại và chuyển sang làm dịch vụ. Từ đó, ông đã bắt đầu với siêu dự án khu du lịch Đại Nam nổi tiếng. Đại Nam có thể được coi là siêu dự án tâm linh kết hợp du lịch đầu tiên của Việt Nam. Khởi công xây dựng từ năm 1999, siêu dự án Đại Nam mất ròng rã 9 năm để có thể mở cửa đón khách lần đầu tiên. Với diện tích 450 ha, Đại Nam là quần thể du lịch tâm linh gồm nhiều đền thờ, với các pho tượng, phù điêu, linh vật thờ cúng được chạm trổ tinh vi, giác vàng. Bên cạnh đó là một loạt các công trình như khu trò chơi hiện đại, khu thú Đại Nam, dãy núi Bảo Sơn. Công trình này hoàn toàn do ông Dũng đã tự nghĩ phối cảnh, tự hình dung bản mẫu, sau đó đích thân chỉ đạo công việc xây dựng, quán xuyến tới từng viên gạch, từng bao xi măng. Ông Dũng từng nói, tôi xây dựng Đại Nam không phải để kiếm tiền, xây dựng khu tâm linh để chia sẻ cho bá tánh, đất nước. Là người hướng về tâm linh, ông Dũng cho biết đạo Phật là khoa học, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, người đi theo học Phật giống như người đi tìm sự thật. Đó là con đường để khai mở trí tuệ, không phải mê tín dị đoan. Tôi thấy tiền bạc chỉ là phương tiện duy trì sự sống, không phải là cái tôi đi tìm. Cái tôi đi tìm sâu xa hơn, màu nhiệm hơn trên nền tảng thánh thiện mới tìm được nó. Tôi đã quyết định dừng lại và suốt 10 năm trời xây dựng Đại Nam, quyết tâm để lại cho đời khu du lịch tâm linh. Nhìn lại cuộc đời mình, đại gia Huỳnh Uy Dũng tin rằng những gì kết tinh cuộc đời mình đều là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Ông nhấn mạnh rằng, một con người hay một doanh nghiệp khi ngộ ra được cái đó thì sẽ rất hạnh phúc. Một sự kiện không thể bỏ lỡ trong tháng 11 này. Shark Tank Forum 2022 Transforming Your Business with Blockchain Technology, công nghệ chuỗi khối, gia nhập cuộc chơi, bứt phá tăng trưởng. Shark Tank Forum 2022, sự kiện hoành tráng nhất năm dành cho các startup và doanh nghiệp SMEs trên cả nước. Định hình bức tranh công nghệ blockchain bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, phá vỡ rào cản ngại chuyển đổi số, tìm ra giải pháp ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp. Hãy là người đầu tiên sở hữu chiếc vé của Shark Tank Forum 2022, ưu đãi lên đến 20%. Nhớ bấm nút theo dõi Shark Tank Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.